Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với kênh Tìm mới nhất và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tin buồn, khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc có tuổi đời 2.000 năm cực kỳ nổi tiếng đã bị nhấn chìm trong biển lũ, khiến chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng uất ruột, nhưng không thể làm gì được trước sự trừng phạt của đất và của trời. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc bắn vào thiên nhiên một viên đạn nên bây giờ đã nhận lại bằng một quả bom nguyên tử. Mẹ thiên nhiên đang nổi giận để trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới, bởi vì chính quyền của ông Tập trong thời gian vừa qua đã gây ra rất nhiều tội ác và sai trái cho nhân loại. Thưa quý vị, nếu như ai đã từng một lần đặt chân tới khu du lịch mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm trên một nhánh của sông Dương Tử, cách con đập Tam Hiệp khoảng 10 cây số, hẳn quý vị đều sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ và bất tận của nó. Nơi đây đã tồn tại được 2.000 năm, là một trong những kỳ quan nổi tiếng và tự hào bao đời nay của Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình buộc phải thông báo một tin cực buồn cho truyền thông của nước này biết rằng toàn bộ khu Phượng Hoàng Cổ Trấn nói trên đang bị chìm trong biển nước khi chính phủ của Bắc Kinh quyết định cho mở hai cửa xả của con đập Tam Hiệp. Điều này đã được chính quyền của ông Tập dự báo trước là sẽ có lũ quét. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại không ngờ được rằng mưa to, gió lớn, động đất, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đã làm cho khu du lịch nổi tiếng kể trên chịu ảnh hưởng nặng nề đến như vậy. Dự báo phải mất nhiều năm sau cũng không thể nào khôi phục được hiện trạng của khu du lịch này. Điều này đã gây ra thiệt hại không hề nhỏ cho hơn 100 triệu người dân đang sinh sống ở đây và gây thiệt hại nặng nề tới nền kinh tế của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo hãng Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết, lũ lụt ở Trung Quốc gần một tháng nay đã làm cho nhiều người bị thương vong và mất tích. Sau những chần chừ và im lặng khó hiểu của chính phủ Trung Quốc, thì ngày hôm qua, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình cuối cùng cũng đã lên sóng truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV để kêu gọi toàn dân phòng chống lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất. Bởi vì Trung tâm Dự báo Phòng chống thiên tai của Trung Quốc thông báo khẩn cấp rằng trong những ngày tới, Trung Quốc tiếp tục gánh những hậu quả khôn lường đến từ thiên nhiên. Có những trận mưa to đến rất to, lượng mưa khổng lồ đang từ trên trời rơi xuống, sẽ đổ về các con sông, gây ra lũ bùn, lũ quét, sạt lở đất đá và cảnh báo vỡ đê sẽ xảy ra trên nhiều nơi. Trước tình hình cấp bách kể trên, người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập, đã cho lực lượng quân đội của nước này tham gia phòng chống thiên tai cùng những người dân. Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc cũng đã được trang bị máy phát hiện sự sống, chó nghiệp vụ, đã được cử để điều tra từng nhà để giải cứu người dân, trong khi những cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng trút xuống Trung Quốc. Trước đó, Đài Phát thanh Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cảnh báo rằng mưa lớn và lũ quét sẽ xuất hiện ở các tỉnh như Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Quảng Châu, Quảng Đông, Thượng Hải, Phúc Kiến, Trung Khánh, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam, Giang Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên và Sơn Đông trong một vài ngày tới, biến các khu vực này thành rốn lũ và đe dọa đến địa chất ở những khu vực này trở nên trầm trọng hơn. Nhiều khả năng sẽ xảy ra sạt lở, lũ quét, động đất và sóng thần. Người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã kêu gọi toàn quốc hãy nỗ lực toàn diện để ngăn chặn thảm họa nói trên, tăng cường công tác cứu trợ, cứu nạn, ưu tiên đảm bảo tính mạng, an toàn của người dân. Theo Tân Hoa Xã cho biết, khu du lịch nổi tiếng 2.000 năm tuổi mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ nếu như trong một vài ngày tới lượng mưa to không chấm dứt. Và tính tới thời điểm hiện tại, đã có trên 100 người tử vong và rất nhiều người mất tích. Hàng ngàn ngôi nhà, xe hơi bị cuốn trôi ra ngoài biển Đông, hàng ngàn doanh nghiệp, các tập đoàn phải đóng cửa. Các trường hợp tử vong chủ yếu là do mưa to, lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ từ trên núi tràn về, khiến cho mực nước tại các con sông dâng lên rất cao và đột ngột, lên tới 10 mét, có nơi lên tới 15 mét so với mực nước biển. Mọi thứ đều trở nên mất kiểm soát. Được biết, lực lượng cứu hộ vẫn ngày đêm 24/24 giờ để tìm kiếm những ngôi làng bị lũ lụt và xung quanh khu vực có người bị mất tích. Phạm vi tìm kiếm lên tới 50 km về phía hạ lưu. Nhiều hình ảnh video trên mạng xã hội đã truyền tải và ghi được hình ảnh từ trên cao cho thấy tình hình lũ lụt nghiêm trọng. Nó cuốn trôi hàng triệu xe hơi, nhà cửa của Trung Quốc, 5 cây cầu bị đánh sập, hệ thống lưới điện quốc gia bị đứt mạch, giao thông bị nhấn chìm, người người bị cô lập, và tất cả những điều trên đang làm cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng chứng biển của ông ta giờ chỉ biết cầu nguyện để có một phép màu giải cứu tình thế cấp bách nêu trên của phía Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh đang bị lực bất tòng tâm. Còn các nước trên thế giới thì không một nước nào ủng hộ hay ra tay giúp đỡ Trung Quốc, bởi vì nếu như giúp đỡ họ, họ lại quay xa cắn thì sao? Đây là một điều mà không ai trên thế giới dám ra tay giúp đỡ Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm đến lũ lụt của Trung Quốc. Đó là liên quan tới khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn, nổi tiếng có niên đại 2.000 năm trước công nguyên. Tờ báo South China Morning Post của phía Trung Quốc cho biết, nước lũ đã và đang nhấn chìm Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng khắp trên thế giới. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm trên một nhánh sông Trường Giang, là địa điểm mới nhất bị ngập lụt khi tàn phá miền Nam của Trung Quốc vài tuần qua. Các video và hình ảnh được người dân của Phượng Hoàng Cổ Trấn, một thị trấn hơn 2.000 năm, nằm trên một nhánh sông Trường Giang của tỉnh Hồ Nam Trung Quốc cho thấy, dòng nước lũ chảy cuồn cuộn
đang chảy qua những con phố trong thị trấn. Có những khu vực nước ngập đến tận nóc nhà, khiến ít nhất hơn 100 người bị mắc kẹt. Ở những khu vực hiện đại hơn của thị trấn, xe cộ và người đi bộ vật lộn di chuyển qua những dòng nước lũ đục ngầu. Phượng Hoàng cổ trấn có niên đại từ thời Xuân Thu Chuyến Quốc, năm 770 và 476 trước Công nguyên, là địa điểm du lịch nổi tiếng và được Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNESCO công nhận. Phượng Hoàng cổ trấn là di sản văn hóa của thế giới năm 2008. Thị trấn này nằm trên thượng nguồn của con đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới. Từ đầu tháng, hơn 10 triệu người ở 26 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với nhiều thành phố ở thượng và hạ nguồn con đập Tam Hiệp chìm trong nước lũ. Theo cơ quan khí tượng Trung ương Trung Quốc CMA cho biết, mưa lớn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới. Nếu không cẩn thận, Phượng Hoàng cổ trấn sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của Trung Quốc, và nhiều người lo ngại rằng khu du lịch này sẽ bị nhấn chìm trong nước lũ nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không đưa ra những quyết đoán. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, toàn bộ lưu vực sông Dung Tử hứng chịu liên tục mưa như chút nước trong những ngày vừa qua, trong khi lưu vực sông Hoàng Hà cũng bước vào mùa mưa lũ. Đập Tiểu Lãng là một trong những con đập lớn thứ hai trên thế giới, nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Hà, cũng bắt đầu xả lũ, gây ra tốc độ ngập lụt nghiêm trọng cho 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc. Mực nước của trạm thủy văn ở thành phố Lãm Khê trên thượng nguồn của sông Tiền Đường đã đạt mức nước cảnh báo 28m so với mực nước biển. Vào tối ngày hôm qua, các nhà chức trách đã thông báo rằng lũ lụt đã bắt đầu xảy ra trên sông Tiền Đường và tình trạng khẩn cấp cấp 4 được thông báo về sông Hoàng Hà. Tân Hoa Xã cũng đưa tin, sau khi con đập Tam Hiệp xả lũ với tốc độ 34.700m3 trên giây, vấn đề lũ lụt trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết đối với các thành phố của phía Trung Quốc. Thành phố Nghi Xuân thuộc tỉnh Hồ Bắc chỉ nằm cách con đập khoảng 40 km bị ngập sâu, khiến nhiều người dân đổ lỗi cho con đập Tam Hiệp xả lũ. Cục Tài nguyên nước của thành phố Chiết Giang cũng chỉ ra rằng 20 hồ chứa lớn và nhỏ ở tỉnh Chiết Giang đã vượt mức báo động. Được biết, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Phượng Hoàng cổ trấn, địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, đã có mưa lớn liên tục làm nước sông Đà Giang tràn bờ và vỡ đê. Cây cầu đá nhảy nổi tiếng ở Phượng Hoàng cổ trấn nằm trên sông Đà Giang bị nhấn chìm, trong khi các địa điểm du thuyền đều phải ngừng hoạt động. Toàn bộ thuyền bè phục vụ cho du khách tham quan thường ngày đều được di chuyển đến nơi khác, và cho rằng Phượng Hoàng cổ trấn đang bị nhấn chìm từng ngày, từng phút và từng giây. Nếu như lượng mưa ở khu vực này trong những ngày tới không thuyên giảm, thì khả năng cao nó sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ của Trung Quốc. Đây là một trong những tin cực buồn cho chính quyền của ông Tập Cận Bình, và hiện các cơ quan đầu não của chính quyền ông ta ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng sốt ruột. Họ đang điều rất nhiều lực lượng quân đội, các ban ngành để cùng người dân chống lại lũ lụt ở Phượng Hoàng cổ trấn. Kính thưa quý vị, có một cái tin rất nóng mà chúng tôi mới nhận được từ chiến sự giữa Nga và Ukraine, đó là Kiev và Moscow có thể sắp đạt được thỏa thuận. Một thành viên của đoàn đàm phán Nga, Leonid Stutsky, cho biết ông tin rằng tiến độ đáng kể mà ông quan sát được trong cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev có thể giúp hai bên sớm đi đến một thỏa thuận. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters hôm vừa qua, ông Slutsky, chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế Duma quốc gia Nga, cho biết nếu so sánh lập trường của cả hai phái đoàn tại cuộc hội đàm từ đầu đến ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy những tiến bộ đáng kể. Tôi rất vui khi nói rằng theo kỳ vọng của cá nhân tôi, với tiến độ này thì trong vài ngày tới, hai phái đoàn có thể xây dựng quan điểm chung và ký kết các văn bản. Ông Slutsky nhấn mạnh, việc ký kết những tài liệu như vậy sẽ là một vấn đề tối quan trọng, vì nó sẽ tạo ra cơ sở để hai bên giảm bớt leo thang. Nga đã tiếp tục cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine sử dụng dân thường làm vỏ bọc và ngăn cản việc di tản của họ thông qua các hành lang nhân đạo. Ông Slutsky chỉ trích hành động này, nhưng cho biết cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết trong tương lai rất gần. Kiev luôn phủ nhận việc cản trở sơ tán và đổ lỗi rằng các cuộc pháo kích của Nga đã ngăn cản người dân qua lại an toàn. Không chỉ Nga mà cả phía Ukraine cũng ghi nhận một số tiến bộ trong cuộc đàm phán. Cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Bodoa cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant của Nga rằng hai bên đang tiến tới một thỏa hiệp. Ông nhấn mạnh rằng phía Nga đã bắt đầu nhìn nhận mọi thứ bao quát hơn, nhưng lưu ý rằng mất thêm thời gian để Moscow hiểu 100% về tình hình hiện tại. Cố vấn Doloaz cho biết các thỏa thuận giữa Kiev và Moscow nên được xây dựng một cách hoàn chỉnh, có nên bao gồm các điều khoản về việc chấm dứt xung đột, các điều khoản và lịch trình rút quân của Nga, các điều khoản đảm bảo của Hiệp định Hòa bình và mô tả chi tiết về cơ chế bồi thường, vì các nỗ lực tái thiết có thể sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la. Trước đó, ông Podolas cho biết các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow vẫn đang được tiến hành liên tục dưới hình thức trực tuyến. Về phía Nga, phái đoàn vẫn do trợ lý Tổng thống Vladimir Mendizsky dẫn đầu. Dự kiến cuộc họp tiếp theo của hai phái đoàn sẽ diễn ra. Vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine đầu tiên đã diễn ra tại khu vực Gomel và kéo dài khoảng 5 giờ. Vòng thứ hai được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 cũng tại Belarus, dẫn đến một thỏa thuận về hành lang nhân đạo cho dân thường. Vòng thứ ba diễn ra tại vùng Brest của Belarus. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp của Ukraine Dmitry Kuleba
có cuộc gặp bên lề diễn đàn ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ, phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quá trình đàm phán hòa bình đang có một số chuyển biến tích cực. Tổng thống Putin từng tuyên bố Nga sẽ sẵn sàng đối thoại với Ukraine và tất cả những ai muốn hòa bình ở Ukraine, nhưng với điều kiện phải đáp ứng các đề nghị của Moscow. Nhưng đề nghị này bao gồm việc Ukraine phải giữ lập trường trung lập và duy trì trạng thái phi hạt nhân, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa đất nước, công nhận Crimea là một phần của Nga, công nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk trong biên giới hành chính của các khu vực Donetsk và Luhansk. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.